đoàn của Phú Xuyên ra xe đang chờ. Như vậy là trên màn ảnh quý vị các bạn thì châu số 06 đã được đưa vào từ cửa nam. Châu số 06 ở vòng loại đã giành thắng lợi trước châu số 32 của Phạm Văn Minh, phường Hợp Đức sau 19 giây. Và đây cũng là một trong hai trận đấu nhanh nhất tính đến thời điểm này. Đối thủ của châu số 06 là châu số 13. Hồ Lâm vào. Tuyệt vời. Không thể tưởng tượng được. Vừa rồi là pha hổ lao của châu số 06 với một sức nặng có thể nói là kinh khủng. Vẫn tiếp tục chạy rồi. 22 giây. Sau khi giành được thắng lợi thì châu số 06 có vẻ như đã bị sốc sau pha đánh quá mạnh vừa rồi. Và ngay lập tức thì các ông chủ châu đã phải dắt ra và thời gian nghỉ để bước vào trận bán kết thứ hai sẽ là thời gian quý báu cho các ông chủ châu chăm sóc lại châu này. Miếng hổ lao có thể nói là hay nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và theo quan sát của chúng tôi thì châu số 06 đã gần như không thể đi được tiếp. Châu số 06 đã thực sự choáng rồi. Và ông châu này đang gục trên sân. Đây sẽ là một tình huống mà ban tổ chức sẽ phải xử lý nếu như châu số 06 không thể thi đấu tiếp. Châu số 06 đã nằm trên sân sau khi giành thắng lợi rất nhanh sau 12 giây. Trước châu số 13 của ông Lưu Đình Dũng. Trận cuối cùng nếu không phải thi đấu thì đương nhiên vào kết. Vâng, trong khi chờ quyết định của ban tổ chức xem châu nào sẽ góp mặt ở trận bán kết sau tình huống hy hữu vừa rồi thì chúng ta sẽ xem lại tình huống của trận đấu vừa rồi. Đây là miếng hổ lao. Pha đánh cực mạnh vừa rồi của châu số 06 đã góp phần giành thắng lợi quyết định cho châu này trước châu số 13. Song nó cũng đã như một con dao hai lưỡi làm cho chính chủ nhân của pha đánh này không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Bây giờ thì ban tổ chức đang phải tìm mọi cách để đưa châu số 06 có thể ra khỏi sàn đấu. Dây kéo có lẽ là giải pháp tốt nhất. Lần thứ 25 được tổ chức và quả thật là lễ hội chợ châu Đồ Sơn xứng đáng với tên gọi cũng như truyền thống của nó, là một lễ hội độc đáo.
và rất nhiều cảm xúc. Những trận đấu đã qua cho thấy càng ngày thì càng có nhiều miếng đánh lạ, miếng đánh hiểm được các ông châu cống hiến. Đây cũng là một tình huống có thể nói là hiếm hoi trong số 25 lần được tổ chức tính đến thời điểm này. Tình huống châu số 06 không thể tiếp tục thi đấu ở trận bán kết, chưa nằm trong quy chế, và ban tổ chức sẽ phải đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Tuấn và những người cùng với Nguyễn Văn Tuấn đã có châu 06 vào thi đấu trận bán trận tứ kết thứ ba. Như vậy thì châu số 06 đã nhận giải ba và dừng lại ở đây vì không còn khả năng thi đấu mà phải ra sân bằng dây kéo. Thật ít ai ngờ cái cách mà châu số 06 rời khỏi sân đấu như thế này. Lần thứ 25 được tổ chức tròn 1/4 thế kỷ, lễ hội chòi châu năm nay 2014 xứng đáng với cái tên gọi của nó và sẽ rất được mọi người nhớ đến với những trận đấu hay, những kỷ niệm đẹp và những tình huống hy hữu. Một lần nữa xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem lại miếng đánh quyết định này. Thông thường trọng lượng của những ông châu tham dự vòng chung kết dao động từ 600 đến 800 kg. Và rõ ràng với tốc độ chạy thì sức nặng của cú đánh vừa rồi là rất kinh khủng. Và trước mắt quý vị và các bạn là trận tứ kết cuối cùng giữa châu số 04 của Vũ Văn Thạch, phường Vạn Hương và châu số 18 của ông Phạm Văn Minh, phường Vạn Sơn. Đề nghị các quý vị khán giả chúng ta tiếp tục ổn định trật tự, chúng ta tiếp tục theo trận tứ kết cuối cùng. Nếu trận châu nào thắng ở trận tứ kết cuối cùng sẽ được vào thẳng chung kết. Đúng như vậy. Quý vị chúng ta ổn định và tiếp tục theo dõi trận thi đấu tứ kết cuối cùng của vòng chung kết hội châu năm 2014. Như vậy là theo quyết định của ban tổ chức thì sẽ không có trận bán kết thứ hai. Sẽ không có trận bán kết thứ hai xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vì châu số 06 đã không thể thi đấu. Do vậy, châu thắng trong trận tứ kết cuối cùng này sẽ vào thẳng chung kết để gặp châu thắng trong trận bán kết đầu tiên giữa châu số 26 và châu số 20. Chúng tôi xin nhắc lại là trận tứ kết cuối cùng giữa châu số 04 của Vũ Văn Thạch và châu số 18 của ông Phạm Văn Minh sẽ xác định ra được châu vào thẳng trận chung kết sau sự cố hy hữu vừa rồi.
Vâng thưa quý vị, như vậy chúng ta đã được chứng kiến trận đấu thứ 3 của vòng tứ kết. Tuy rằng rất kịch tính, có những châu được chủ châu và các phường cũng như chúng tôi không mong muốn, nhưng đó là những trận mà những châu đánh những miếng như vậy sẽ diễn ra như vậy, cũng là quy luật mà thôi. Thưa quý vị, và chúng ta chuẩn bị ổn định tổ chức để xem trận thứ 4 của vòng tứ kết. Nếu châu nào thắng thì đi thẳng vào vòng chung kết. Một trận đấu vô cùng hồi hộp và có một sự bứt phá vì sẽ có một châu đứng lên không phải thi đấu. Quý vị và các bạn thân mến, nghề chơi châu chọi cũng giống như bất cứ thú chơi nào. Người chơi châu đam mê thôi là chưa đủ mà phải có kinh nghiệm, kiên trì tỉ mẩn, công phu từ chọn đến chăm sóc sâu. Để hiểu hơn về kỹ năng chọn và chăm châu của người Đồ Sơn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi qua phóng sự sau. Nghề chơi châu chọi ở Đồ Sơn, Hải Phòng cũng như bao nghề chơi khác ở bất cứ nơi nào trên khắp các địa phương của đất nước ta, đó là sự tiếp nối truyền nghề từ đời này sang đời khác, hay người ta còn gọi là cha truyền con nối. Điều đó được minh chứng qua 25 năm kể từ lễ hội chọi châu được khôi phục. Khi đến với Đồ Sơn, đến với lễ hội chọi châu của địa phương này, hỏi về những người đã có công lớn trong việc khôi phục, duy trì và phát triển lễ hội ấy, người ta không thể không giới thiệu đến gia đình ông Lê Bá Tuyền ở phường Ngọc Xuyên. Và trong những ngày giáp vòng chung kết lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm nay, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình ông. Mặc dù năm nay ông đã bước sang tuổi 74, sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi về nghề chơi châu chọi và lễ hội chọi châu của quê hương mình, thì dường như mọi sự mệt mỏi đã tiêu tan. Ông Lê Bá Tuyền là một trong những người đầu tiên tham gia lễ hội chọi châu Đồ Sơn kể từ năm được khôi phục trở lại cho đến nay. Với 25 lần tham gia mùa lễ hội, ông là chủ châu duy nhất có số châu tham dự nhiều nhất là 33 châu và 3 lần có châu vô địch. Ngoài ra, ông còn được nhận danh hiệu chủ châu có châu chọi hay nhất. Chính vì ông đóng góp nhiều công sức trong việc khôi phục, duy trì và phát triển lễ hội chọi châu của quê nhà, nên năm 2013 vừa qua, ông vinh dự được tôn vinh là nghệ nhân dân gian. 2013, chúng tôi được tôn vinh là nghệ nhân dân gian. Thì cái việc này chúng tôi rất bất ngờ, tôi chính là những người tham gia nhiệt tình thôi. Về hội của Đồ Sơn, thì của nhân dân Đồ Sơn, nó thành có chúng tôi là những người coi như tham gia nhiệt tình, và coi như là nó rất là vào máu xương của chúng tôi rồi. Nếu thiếu nó thì chúng tôi cảm thấy nó thiếu một đi, mới mất một cái gì máu vào thịt của chúng tôi rồi. Vì vậy cho nên sau khi chúng tôi được là tôn vinh như thế đấy, bản thân mình ấy, nhưng bản thân mình cố gắng để tạo dựng cho cái hội chọi châu ngày nữa một phong phú, một hay, một mạnh mẽ hơn. Trong câu chuyện mà ông tâm sự, chúng tôi nghiệm ra một điều. Với ông Lê Bá Tuyền, niềm đam mê chơi châu chọi dường như đã ăn sâu vào máu. Ông luôn tâm niệm, sự tâm huyết với nghề chơi châu chọi thôi cũng chưa đủ, mà bản thân còn phải có trách nhiệm giữ gìn và phát triển lễ hội truyền thống của quê hương mình. Niềm đam mê với nghề này của ông cũng đã truyền sang cho người con trai lớn. Rồi đến đứa cháu nội của ông năm nay mới chỉ 14 tuổi nhưng cũng rất hứng thú với công việc chăm sóc trâu và luôn hứng khởi khi được xem chọi trâu. Cháu có niềm đam mê chơi chọi vì gia đình cháu là một truyền thống chơi trâu. Ông cháu đã chơi trâu được truyền đến đời bố cháu và giờ đến đời cháu. Và cháu nói với ông rằng đến 18 tuổi thì cháu sẽ đứng giáp một ông trâu. Mùa lễ hội chọi châu Đồ Sơn lần thứ 25 này, gia đình ông Lê Bá Tuyền có châu số 19 lọt vào vòng chung kết và do con trai là Lê Bá Ngọc đứng tên. Điều này thêm một lần nữa khẳng định sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực của gia đình ông Tuyền với nghề chơi châu chọi này. Như vậy là từ cửa Nam thì châu số 04 của ông Vũ Văn Thạnh đã được đưa vào. Tại vòng loại thì châu số 04 đã giành thắng lợi trước châu số 19 của ông Lê Bá Ngọc sau 9 phút thi đấu. Đối thủ của trận tứ kết thứ tư này là châu số 18 của ông Phạm Văn Minh, phường Vạn Sơn. Xét về lối đánh cũng như
những gì đã trải qua ở vòng loại thì châu số 04 của Ngũ Văn Thạch được đánh giá cao hơn với cặp sừng rộng và lối đánh chủ yếu là các miếng cáng. Trong vòng loại vào tháng 6 và trong buổi sáng ngày hôm nay thì châu số 04 đều giành thắng lợi bằng những miếng đánh sở trường như vậy, nhờ độ rộng của cặp sừng lên đến gần 0,8 mét. Ngược lại thì châu số 18 của ông Phạm Văn Minh đã trải qua một trận đấu dài nhất trong số các cặp đấu ở vòng loại, lên tới 13 phút trước châu số 25 của ông Bùi Đức Mạnh. Và chúng ta hãy chờ xem những diễn biến của trận tứ kết cuối cùng này. Châu nào giành thắng lợi trong trận đấu này đều rất có lợi để vào chung kết. Sẽ lại là muốn đánh dập nữa. Rất hay. Chạy rồi. Châu số 18 đã bị gãy sừng. Pha dập vừa rồi quá mạnh. Chưa đến 20 giây. Như vậy là châu số 04 là châu đầu tiên góp mặt ở trận chung kết năm nay. Sau 20 giây tròn thì châu số 04 bằng cặp sừng rất rộng lên đến gần 0,8 mét đã giành được thắng lợi và là châu đầu tiên vào chung kết. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Tình huống quyết định của cặp đấu thứ tư, cặp đấu thứ tư của vòng tứ kết. Mình đánh cực hiểm, nhưng mà có vẻ như trong tình huống vừa rồi thì châu số 04 không lao trực diện, nhưng mà như thế cũng đã là quá đủ để có thể giành được thắng lợi quyết định. Đây rõ ràng là một chiêu của ông chủ châu số 04. Chúng tôi đã nói rồi, thưa quý vị, chúng ta đi xem chúng ta những trận đấu hay là những trận cống hiến, những trận chung kết sớm. Thưa quý vị và các bạn, để có được châu chọi tham gia lễ hội thì người Đồ Sơn đã phải rất vất vả chuẩn bị trong vòng cả năm trời. Điều đó sẽ được chúng tôi phản ánh trong phóng sự sau. Xin mời quý vị và các bạn. Vòng loại lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2014 diễn ra vào ngày 8 tháng 6 âm lịch vừa qua. Cũng như mọi năm, tham dự vòng loại năm nay hội tụ đủ 32 ông châu tốt nhất đến từ 7 phường của quận Đồ Sơn. Trận mở màn của vòng loại là khắp đấu giữa châu số 23 của ông Đinh Đắc Cường, phường Ngọc Xuyên và châu số 02 của ông Lưu Đình Võ, phường Vạn Hương. Theo quy định của lễ hội, những người có châu đoạt giải nhất nhì mùa lễ hội trước sẽ có châu tham gia khắp đấu đầu tiên ở vòng loại mùa năm nay. Cả hai chủ châu này đều là những người có công rất lớn, góp phần vào việc duy trì và gìn giữ lễ hội chọi châu của Đồ Sơn. Vì vậy, họ rất có kinh nghiệm trong việc chọn lựa và chăm sóc châu. Bằng chứng là cả hai ông châu này đều có thể hình to khỏe, sùng mãn, thi đấu ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, châu 23 khôn khéo hóa giải nhiều miếng cáng của châu 02. Khắp đấu diễn ra trong 8 phút 23 giây. Cuối cùng, sau nhiều miếng cáng tấn công liên tiếp của châu 02, châu 23 phải chịu thua, bỏ chạy. Đây là khắp đấu được đánh giá là hay nhất vòng loại năm nay. Một trong những trận đấu đáng chú ý nữa là khắp đấu giữa châu số 04 của ông Vũ Văn Thạnh, phường Vạn Hương, gặp châu số 01 của ông Nguyễn Văn Quang cùng phường, diễn ra chóng vánh chỉ sau 13 giây. Ngay khi được chủ châu dẫn vào sân, châu 04 chủ động lao vào tấn công,
sau miếng hổ lao đẹp mắt của châu 04 khiến châu 01 gục ngay tại chỗ. Những khắp đấu tiếp theo cũng không kém phần gay cấn và quyết liệt. Hôm nay tôi thấy là vòng loại đấu rất hay. Tức là ngay khắp đầu tiên ấy, thì nó đã đấu hay rồi. Và nhờ khắp sau cũng đấu rất hay. Hay ở chỗ là nó cặp châu nó sức tương đương nhau. Và nó đấu dai, đấu nhiều miếng hay, đẹp. Không giống như một vài mùa giải trước, những trận đấu vòng loại mùa năm nay diễn ra khá nhẹ nhàng. Song theo các chủ châu và ban tổ chức, cách đánh khá ung dung của các ông châu lại tạo ra một ẩn số thú vị, hứa hẹn những trận đánh quyết liệt ở vòng chung kết. Giành giải nhất rồi, châu 26 hay 20? Các quý vị dự đoán đi. Chỉ duy nhất có một trận. Đã thành thông lệ, để chuẩn bị cho mùa lễ hội chọi trâu, người Đồ Sơn đã phải lựa chọn rất công phu trong việc tìm và nuôi dưỡng trâu, chăm sóc kỹ lưỡng trong khoảng một năm. Thông thường thì sau Tết Nguyên Đán, các sới chọi đều cử người có nhiều kinh nghiệm đi khắp nơi để mua trâu. Có khi họ phải lặn lội hàng tháng trời vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, thậm chí lên tận Tuyên Quang, Bắc Cạn mới tìm được con trâu vừa ý. Trâu phải là những con trâu đực khỏe mạnh, da đồng, lông móc, một khoang bốn khoáy, hàm đen, tóc cháp, lông trên đầu cứng, dày để tránh nắng, có ức rộng, cổ tròn dài và hơi thu nhỏ về phía đầu, lưng càng dày, càng phẳng, có khả năng chống chịu được đòn của đối phương, là trâu gan. Háng trâu phải rộng nhưng thu nhỏ về phía hậu, càng nhọn càng quý. Sừng trâu phải đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm tóc hình chóp trên đỉnh đầu là khoáy tròn. Mắt trâu phải đen, tròng đỏ. Việc chọn mua trâu đã khó khăn, việc chăm sóc, huấn luyện trâu càng khó khăn gấp bội. Những người được giao nhiệm vụ chăm sóc, huấn luyện trâu thường là những người có nhiều kinh nghiệm. Trâu chọi được nuôi ở chuồng riêng, tách biệt và kín đáo. Điều đặc biệt là không được để cho trâu chọi trông thấy trâu nhà, cốt để trâu chọi khôi phục bản năng hoang dã, đơn độc của nó. Quy trình chăm sóc và chế độ ăn uống của trâu cũng được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Cụ thể là, từ lúc mua về đến vòng sơ loại, vòng loại tháng 6 cho đến vòng chung kết vào tháng 8 âm lịch. Theo các bậc cao niên ở Đồ Sơn, trước ngày chọi trâu 3 tháng, người chăn trâu phải là nam giới. Trâu chọi được nuôi chuồng riêng, không cho thấy trâu nhà. Trâu được mua về thường xuyên được cho ăn cỏ non. Gần ngày đấu, trâu được các chủ trâu bồi dưỡng bằng cháo ngô. Ngày nay, ngoài thực đơn truyền thống ấy, các chủ trâu còn tẩm bổ cho các ông trâu lọt vào vòng chung kết tháng 8 âm lịch bằng nước vitamin B1, mật ong, thậm chí là mật gấu. Thời gian tập luyện được chia theo giờ, cụ thể như sáng và chiều tập bơi ở sông hoặc ở mương để rèn luyện độ dẻo dai, sức càn lướt. Ngoài ra, trâu còn được đầm trong bùn ao để giúp cho da vừa có độ bóng, vừa tránh côn trùng đốt. Cuối ngày, trâu được tắm rửa sạch sẽ, đưa về chuồng bồi bổ và nghỉ ngơi. Càng gần đến ngày cận kề vòng chung kết lễ hội, các ông trâu càng được quan tâm, chăm sóc kỹ càng và cẩn thận hơn. Chúng ta cùng quay trở lại sân Đồ Sơn để theo dõi trận bán kết duy nhất giữa châu số 26 của ông Đoàn Văn Thuyết, Phường Minh Đức và châu số 20 của ông Lương Tiến Nghĩa. Theo quan sát của chúng tôi thì châu được đưa vào từ cửa nam là châu số 26. Và từ cửa bắc đã có châu số 20 rồi. Châu nào giành thắng lợi trong trận bán kết này sẽ vào trận chung kết để gặp châu số 04 của Vũ Văn Thạch. Châu rất nhàn, đã bỏ qua được một trận bán kết nhờ một tình huống hy hữu của châu số 06 trong trận tứ kết thứ 3. Như vậy là rút kinh nghiệm của trận tứ kết trước đó thì cả hai ông chủ châu Đào Văn Thuyết và Lương Tiến Nghĩa đã không cho châu của mình có những pha đánh dập ngay từ đầu. Tấn công rồi. Châu chủ động là châu số 26. Đây sẽ được dự đoán là một trận tứ kết bán kết ngang tài ngang sức và cực kỳ khó đoán
để vào được vòng đấu này thì châu số 26 đã giành thắng lợi trước châu số 28 của Ngô Quang Vịnh sau 7 phút ở tứ kết. Trong khi đó thì châu số 20 đã thắng trước châu số 03. Châu số 20 là châu có lối đánh nhàn, và điều đó cũng thể hiện trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Mặc dù để cho đối phương chủ động tấn công trước, song châu số 20 vẫn đang tỏ ra hết sức lì đòn và đang tìm cách để có thể có được những miếng đánh quyết định cho mình. Nếu xét về yếu tố thể lực thì châu số 20 của ông Lương Tiến Nghĩa thuận lợi hơn so với châu số 26 nhờ thời gian thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay là ít hơn từ vòng ngoại đến tứ kết. Trận bán kết đã diễn ra được hơn 2 phút và hai ông châu vẫn đang tỉ sừng để tìm ra sơ hở. Hai phút 30 giây chính là thời gian của trận bán kết này. Châu giành thắng lợi là châu số 26. Như vậy là trận chung kết, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết năm 2014 đã được xác định với hai cái tên là châu số 26 của ông Đào Văn Thuyết, phường Minh Đức, và châu số 04 của ông Vũ Văn Thạch. Như vậy là phường Ngọc Xuyên, phường có thành tích tốt nhất trong lịch sử chọi châu Đồ Sơn, đã không có châu góp mặt ở trận đấu cuối cùng năm nay. Và quay chậm của các khắp đấu hay trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồi sắp tan rồi chiêm nghe trên biển, nghe câu dân ca người ơi người ở bình về, du khách chia tay Đồ Sơn chia tay du khách trong lời ca giá vàng. Nhưng người ơi dù ai buôn đâu bán đâu, mùng 9 tháng 8 chọi châu thì về, dù ai buôn bán trăm nghề, mùng 9 tháng 8 thì về chọi châu. Truyền lời của quận ủy, ủy ban nhân dân. Đây là cặp đấu giữa châu số 26 và châu số 28 ở vòng tứ kết. Ba phần thắng đã thuộc về châu số 26. Và vòng chung kết được tổ chức truyền thống vào ngày 8 tháng 6 và ngày 9 tháng 8 năm 2015. Kính chúc toàn thể quý vị, du khách và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Phần thắng trong trận đấu này đã thuộc về châu số 26. Và ông châu này cũng đã góp mặt ở trận chung kết với lời anh đánh tương đối nhàn. Chống chiến đấu. Như vậy là chúng ta sắp sửa theo dõi trận đấu quyết định của vòng chung kết năm nay, trận chung kết chọi châu 2014. Ở cửa Nam là châu số 04 của Vũ Văn Thạch. Châu được đánh giá rất cao với cặp sừng rộng và đặc biệt là những miếng ánh hiểm, chủ yếu là cáng hầu. Trong trận bán kết cách đây ít phút thì châu số 04 đã giành thắng lợi trước châu số
đã giành thắng lợi trong trận tứ kết. Trước đó bằng một pha đánh có thể nói là dọc đánh dọc nhưng mà nghiêng và làm cho đối phương phải gãy sừng, và có lẽ đây chính là tình huống quyết định để giành được thắng lợi của châu số 4. Tuy nhiên châu số 4 đã có một may mắn khi không phải đánh trận bán kết, nhờ việc châu số 06 của ông Nguyễn Văn Tuấn đã không có khả năng thi đấu. Đối thủ của châu số 04 trong trận chung kết là châu số 26 của ông Đoàn Văn Thuyết, phường Mỹ Đức. Đây là một châu có lối đánh nhàn, có thể nói là lối đánh ngược hẳn với châu số 04. Và vì thế rất khó dự đoán được xem châu nào sẽ giành được thắng lợi trong trận chung kết ngày hôm nay. Nếu chỉ xét riêng về mặt thể lực thì châu có lợi thế là châu số 26, nhờ thời gian thi đấu trong cả buổi sáng ngày hôm nay tính trước đến trận chung kết này là ít hơn, và gặp những đối thủ có thể nói là mềm hơn so với châu số 04. Với độ rộng của sừng lên đến 0,77m thì châu số 04 là một trong những châu có độ rộng sừng lớn nhất, có ưu thế nhất trong các châu tham dự vòng chung kết năm nay. Lễ hội chọi châu Đồ Sơn 2014 cũng ghi nhận được những tình huống mới nảy sinh, và nó cũng làm cho lễ hội này có được những nét độc đáo và thu hút ngày càng đông đảo người xem. Đó là việc lần đầu tiên trong 25 năm không có trận bán kết thứ hai diễn ra. Và cũng rất nhanh ban tổ chức đã đưa ra được những quyết định mới, đó là trao ngay giải thưởng cho châu số 06, châu không thể tham dự thi đấu trận bán kết 2, danh hiệu châu dũng cảm với phần thưởng 5 triệu đồng. Dù có tổng thời gian thi đấu dài hơn so với châu số 26, song lợi thế của châu số 04 chính là việc không phải thi đấu ở trận bán kết. Và đây cũng rất có thể sẽ là lý do để ông chủ Vũ Văn Thạch có được những quyết sách đưa ra cho châu số 04 khi bắt đầu trận đấu này. Nếu như châu số 04 có miếng đánh dập ngay từ đầu thì đó cũng là điều mà chúng ta không hề ngạc nhiên. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, trận chung kết này mây đang kéo răng. Đây cái trọng tài người Nam là Trương Đôn Đốc, chủ châu số 26 đưa châu vào thi đấu. Để vào được trận chung kết này thì châu số 04 tại vòng loại trong buổi sáng ngày hôm nay. Và theo quan sát của chúng tôi thì châu số 26 đang tổ chức ở phía xin mời đã giành thắng lợi trước châu số 19 về ban tổ chức để của ông Lê Bá Ngọc. Tiếp theo ở vòng tứ kết. Ban tổ chức xin lại xin mời ông Hoàng Văn Thức, người dân dân gian phường. Ở vòng tứ kết thì châu số 04 tứ kết thì châu số 04 đã giành thắng lợi trước châu số 18 của ông Phạm Văn Minh. Và như đã nói ở trên thì châu số 04 đã vào thẳng trận đấu này, trận đấu cuối cùng mà không phải thi đấu bán kết. Ngược lại, đối thủ châu số 26 của ông Đoàn Văn Thuyết đã đi qua một quãng đường sau khi giành thắng lợi ở vòng bán kết trước châu số 20. Trước đó thì châu số 26 đã giành thắng lợi trước châu số 28 của Ngô Quang Vinh.
Như vậy là sẽ không có một miếng đánh dập nào. Bởi lẽ châu số 04 đã được ông các người dẫn châu đưa đến rất sát. Chắc chắn là không nên mạo hiểm. Mặc dù vậy thì ngay từ đầu châu số 04 đã có thế chủ động. Những diễn biến đầu tiên của trận chung kết đang là những miếng ghi sừng. Góp mặt trong trận đấu cuối cùng này thì châu số 04 và châu số 26 cũng đều là những cái tên đã được giới chuyên môn nhắc đến trước khi buổi sáng này diễn ra. Miếng cáng đầu tiên. Và thật ngạc nhiên là lại thuộc về châu số 26 chứ không phải châu số 04. Châu có cặp sừng rộng nhất. Chúng ta hãy chờ xem châu Nhàn thắng hay châu Vất Vả sẽ thắng. Châu Nhàn là châu số 26 với đối thủ và thời gian thi đấu ít hơn nhiều so với đối phương của mình. Ở góc quay này chúng ta có thể nhìn thấy độ rộng của sừng châu số 04. Đây sẽ là quãng thời gian để châu số 4 tìm ra phương cách có được miếng đánh sở trường của mình. Trận thi đấu cuối cùng này xứng đáng là một trận đấu hay, trận đấu quyết định và hấp dẫn nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Nó thể hiện bởi hai đối thủ là ngang tài ngang sức, có lối đánh ngược hoàn toàn nhau. Và sức hấp dẫn của trận đấu cuối cùng này cũng đến từ sự kịch tính của vòng bán kết trước đó. Đã có miếng cáng rồi. Có vẻ như thế chủ động đang thuộc về châu số 04. Trận đấu cuối cùng đang diễn ra kịch tính, quyết liệt và rất khó dự đoán. Cả hai châu vẫn đang ghi sừng để tìm ra sơ hở của nhau. Rất hay. Quý vị ơi, hãy dõi theo những pha đánh. Và bây giờ chúng ta xem biểu hiện của châu. Trận đấu đang diễn ra được hơn 3 phút. Hai đuôi của hai châu đều đang phải chứng tỏ vẫn trường sức chứ không phải đã mất sức. Những gì mà hai châu thể hiện cho đến thời điểm này đang chứng minh một điều. Cặp châu này là xứng đáng để lọt vào trận thi đấu cuối cùng. Bao điều bất ngờ đã xảy ra của mùa hồi năm nay. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chạy đâu gì? Châu Nhàn là châu giành thắng lợi quyết định. Và vòng chung kết chọi châu Đồ Sơn 2014 đã xác định được chủ nhân của chức vô địch. Đó chính là châu số 26 của Đoàn Văn Thiết. Thời gian thi đấu của trận đấu cuối cùng này là 3 phút 47 giây. Một thắng lợi xứng đáng cho châu số 26. Cuối cùng thì sức Nhàn đã thắng. Tuy vậy cũng thật đáng tiếc cho châu số 04 của Ngô Văn Thạch. Một châu đã có những màn thi đấu công hiến cho người xem rất hay. Từ vòng loại tháng 6 đến vòng loại sáng ngày nay, qua trận tứ kết và bán kết. Và mặc dù đã có được một trận bán kết không phải thi đấu, nhưng điều đó là không đủ để giúp cho châu số 4 có được thắng lợi cuối cùng trước châu số 26. Như vậy là những trận đấu của vòng chung kết lễ hội chọi châu Đồ Sơn 2014 đã kết thúc. Có thể khẳng định cho đến thời điểm này thì những trận đấu hay, hấp dẫn, quyết liệt và đặc biệt là nhiều kịch tính bất ngờ đã chứng minh được sức sống của lễ hội chọi châu.
Đồ Sơn. Và tiếp theo đây thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với phần trao giải của ban tổ chức. Chúng ta cùng xem lại những tình huống của trận chung kết. Ông Vũ Văn Thạch đã không cho trâu của mình có miếng đánh dập ngay từ đầu để phát huy độ rộng của cặp sừng. Thay vào đó là việc đánh áp sát ngay từ đầu. Song rõ ràng với thể lực tốt hơn, lối đánh nhàn hơn thì trâu số 26 lại là trâu giành được thắng lợi. Và cuối cùng thì sau 4 năm chờ đợi, phường Minh Đức đã có trâu lên ngôi ở mùa giải năm nay. Cũng như đã nói ở trên thì phường Minh Đức là phường có nhiều trâu tham dự vòng loại nhiều nhất. Và đến buổi sáng ngày hôm nay thì phường Minh Đức cũng là một trong hai phường có trâu góp mặt nhiều nhất. Phường kia là phường Ngọc Xuyên. Việc trâu số 26 của ông Đào Văn Thuyết giành thắng lợi chung cuộc của mùa giải năm nay thực sự là một bất ngờ. Thậm chí ngay trước khi trận đấu chung kết diễn ra thì việc trâu số 04 được đánh giá cao hơn cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên bất ngờ luôn là một phần của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Về với ban tổ chức để chuẩn bị cho trao giải. Xin kính mời ông Lê Bá Ngọc, chủ trâu số 19 đã được bình chọn là trâu gan dạ nhất về phía ban tổ chức để chuẩn bị nhận giải. Xin kính mời ông Vũ Quang Thạch, chủ trâu số 04 được bình chọn là trâu có tiếng đánh hay nhất về phía ban tổ chức để chuẩn bị cho nhận giải. Phần thưởng an ủi dành cho trâu số 04 không chỉ là giải nhì mà là trâu có miếng đánh hay nhất giải năm nay. Ban tổ chức xin thông báo và kính mời ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ trâu số 04. Sau đúng 4 tiếng ông Lương Tiến Nghĩa, chủ trâu thì lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2014 đã kết thúc. Những trận đấu hay, những kháp đấu rằng co quyết liệt với nhiều miếng đánh độc hiểm đã cống hiến cho người xem trên sân cũng như khán giả qua màn ảnh nhỏ, đã một lần nữa chứng minh sức sống của lễ hội này. Phường Minh Đức, chủ trâu số 26 đạt giải vô địch về phía ban tổ chức và cho toàn bộ khán giả. So với năm ngoái, năm 2013 thì rõ ràng năm nay vòng chung kết đã có nhiều trận đấu hay hơn, đặc biệt là sự bất ngờ. Chúng tôi xin mời quý vị các bạn, chúng ta hãy nán lại trước màn hình ít phút nữa để theo dõi phần trao giải thưởng của ban tổ chức. Lưu Đình Vũ, chủ trâu số 3 lên nhận giải đôi trâu chọi hay nhất. Xin trân trọng kính mời ông Lê Trọng Nghĩa, tổng biên tập báo Hải Phòng lên trao giải cho cặp trâu chọi nhất. Trao giải thưởng cho cặp trâu chọi hay nhất đúng như dự đoán của chúng tôi. Đó là trâu số 10 và trâu số 03. Trận đấu diễn ra ở vòng loại với thời gian là 12 phút. Đề nghị các ông chủ trâu khẩn trương. Ông Lương Trác Tị, chủ trâu số 10. Và ông Lưu Đình Vũ, chủ trâu số 03. Xin kính mời các ông.
Thế vậy các ông chủ châu chúng ta cần chưa? Kính mời ông Lê Trọng Nghĩa, tổng biên tập báo Hải Phòng lên trao giải. Vì thời tiết có thể mưa cho nên đề nghị các ông chủ châu được tặng giải khẩn trương về khu vực để nhận giải. Thì thời tiết có thể mưa, xin đưa đề nghị các ông chủ châu được nhận giải phổ. Có thể nói là lễ hội chợ châu Đồ Sơn này cũng được cái khu vực để chúng ta nhận giải. Thời tiết ưu đãi, từ sáng sớm thì mưa rất to, xong những phần bắt đầu vào khắp đấu chính cho đến trận đấu cuối cùng thì ánh nắng lại phủ tràn trên sân của quận Đồ Sơn. Xin cảm ơn đồng chí tổng biên tập báo Hải Phòng. Tôi xin kính mời ông Lê Bá Ngọc, chủ châu số 19, được bình chọn là châu gan dạ nhất nên nhận giải. Và xin kính mời ông Đinh Đình Ngọc, cố vấn câu lạc bộ những người tâm huyết với lễ hội chọi châu nên trao giải. Kính mời ông Nguyễn Bá Sinh, học biên tập ập giải cho châu gan dạ nhất. Tiếp theo sẽ là phần thưởng cho châu gan dạ nhất. Ông Lê Bá Ngọc, chủ châu số 19, nên nhận giải châu gan dạ nhất. Xin kính mời ông. Chúng tôi xin kính mời ông Lê Bá Ngọc, chủ châu số 19, được bình chọn là châu gan dạ nhất nên nhận giải. Rõ ràng là khi đưa ra quyết định cho châu số 19 với danh hiệu châu gan dạ nhất thì ban tổ chức cũng đã gặp rất nhiều khó khăn bởi việc đưa ra sự lựa chọn. Trong buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều châu xứng đáng với danh hiệu này. Hương vang nên nhận giải. Đề nghị ông Lê Bá Ngọc, phường Ngọc Xuyên khẩn trương về ban tổ chức để nhận giải. Đề nghị các ông chí lãnh đạo phường Ngọc Xuyên thông tin cho ông Lê Bá Ngọc khẩn trương về ban tổ chức để nhận giải. Tiếp theo, xin kính mời ông Phạm Văn Thức lên trao giải thưởng cho châu dũng cảm. Và xin kính mời ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ châu số 06 lên nhận giải. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ châu số 06, nên nhận thưởng châu dũng cảm. Xin kính mời ông Phạm Văn Thức nên trao giải. Lễ hội chợ châu Đồ Sơn luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, thành ủy cũng như ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với mong muốn làm cho lễ hội này không chỉ là đặc sản riêng của quận Đồ Sơn, của thành phố Hải Phòng mà là của cả nước. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Thức và ông Văn Tuấn. Bây giờ là phần trao giải chính của ban tổ chức chúng tôi. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Tuấn, phường Bằng La, chủ châu số 06 và ông Đương Tiến Nghĩa, phường Ngọc Xuyên, chủ châu số 20 lên giải 3. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Anh, phó giám đốc Viễn thông Hải Phòng và ông Trần Đình Thanh, phó tổng giám đốc công ty bia rượu Hà Nội lên trao giải. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Vừa rồi là phần trao giải thưởng đồng giải 3. Đó là châu số 03 của ông Lưu Đình Võ. Xin kính mời ông Vũ Quang Thành, phường Vạn Hương, chủ châu số 04 đã đạt giải nhì. Việc châu số 06 đạt giải 3 cũng thực sự là một điều đáng tiếc. Và xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đình Bình, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban dân quận,
lên trao giải nhì. Thế đề nghị chúng ta một tràng pháo tay chúc mừng cho Châu giải nhì. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Tiếp theo sẽ là phần trao giải thưởng quyết định giải vô địch của lễ hội năm nay. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đào Văn Thiết, phường Minh Đức, chủ châu số 26 lên giải nhất của ban tổ chức. Và xin trân trọng kính mời ông Bùi Đình Ngọc, chủ tịch Ủy ban Nhân phường Minh Đức lên nhận biểu tượng của châu. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Duy Sinh, thành ủy viên, bí thư quận ủy lên trao giải và trao biểu tượng của lễ hội cho phường Minh Đức và châu vô địch. Xin kính mời ông. Xin mời đồng chí. Đúng lúc này thì trời bắt đầu lất phất mưa. Xin kính mời một cái kết tốt cho lễ hội năm nay. Bùi Đình Ngọc, chủ xin tịch chúc mừng phường Minh ông Đức. Đào Văn Thiết, chủ châu số 26, châu đã đoạt chức vô địch năm nay. Và những hình này cũng sẽ kết thúc chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội chọi châu Đồ Sơn năm 2014 lần thứ 25 được tổ chức của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đề nghị chúng ta hiện giờ chúc mừng.